Nè, đây là cái lồng của 96 mình đang làm nha. Nhiều bạn hỏi mình comment phía dưới hỏi mình sao lâu quá vậy. Rồi nhiều bạn nói là sẽ làm không thành công. Rồi cái vỏ lồng lúc trước mình review lên là nói mỏng quá. Đây nè các bạn, giờ mình làm tới đâu mình sẽ review cho các bạn xem luôn nè. Cái này rất là khó làm cho các bạn chứ không phải là làm nhanh được đâu. Này mình chỉ mới móc được có nhiêu đây thôi là trên 1 tuần rồi các bạn. Ngày nào mình cũng ngồi móc tới rảnh thì móc cái thì một ngày 4 5 tiếng đồng hồ, đến tối cũng 4 5 tiếng đồng hồ, chạy ra gần một ngày các bạn, 8 tiếng đồng hồ mình chỉ móc được có nhiêu đây thôi, móc từng chút từng chút. Cái này là mình đổ vừa cái semi của trái 96 luôn các bạn. Đây nè, mình có vẽ một cái hình. Rồi nhiều bạn nói mình sẽ làm không có thành công thì mình chưa làm sao biết các bạn. Máy bay bay trên bay còn hư rớt xuống nữa gì đó, ta phải ai làm cái thành công liền, có thất bại mình mới có thành công nha các bạn. Thì mình vẫn cứ làm theo cái đam mê của mình. Thì mình làm cái trái 96 này là cả một cái tâm huyết của mình nha các bạn. Mình làm ở nhà thôi, mình đem một cái cục non hình vuông vậy nè. Mình biết bạn các bạn nói là sao không đem lên máy tiện tiện cho nó lẹ, thì cái này nó hình vuông, đem lên khung tiện nó sẽ không có chỗ kẹp mà để tiện được đâu các bạn. Mình phải tiện một cái lỗ chính giữa để có cái đề cái ba chấu quay cái tiện nó mới móc ra được nha các bạn. Bây giờ mình móc móc tới đây nè. Cái này là chỉ móc cái lỗ ở chính giữa là khoảng 70 70 75 thôi, để đi đẳng để đi tiện nữa. Còn con key lắp đó, mình xài con key lắp này nha các bạn, con thiết lấy gì tẹt, con thiết mà tẹt nữa thua luôn rồi. Con này là tới 3 miếng nha các bạn, đây 3 miếng nhập một, đẹp nổi không? Như cái hình hình vẽ trên mặt lồng này là mình sẽ phay giống y chang vậy luôn các bạn. Đây là cái đường sen cam nè, 4 cây bù sông và 2 cây ốc ghép lồng. Còn cái dòng này nè các bạn, 3 cái dòng này nè. Lý do tại sao mình vẽ 3 cái dòng này, tí lấy cái semi bấm dừng cái. Đây là các bạn, mình đo cho các bạn xem nha, đo cái thước này cho nó rõ, cái thước kẹp với cái này thước màu à, cái ly của nó thước màu à. Đây mình đo từ số 10 này đi, đo tới 20 đi, là mình tính theo từ 1 đến 10 đi ha. Đây các bạn, cái dòng ở ngoài là cái dòng mặt semi này nè các bạn. Đấy, nó phải có cái ngấn đi vô, là cái ngấn này á, là cái ngấn thứ hai nha các bạn. Cái dòng thứ hai nè là tới đó là mình sẽ tiện một chút tới đây rồi mình đóng xuống là tới có cái ngấn này là hết. Còn cái dòng trong á, là cái phần semi này. Còn cái dòng thứ ba là cái dòng là mình trừ hao để đừng có móc. Cái này mình móc cũng là tương đối thôi, chưa được chuẩn như máy, đem khung lên khung tiện vớt mới nó được chuẩn nha các bạn. Mới đóng đóng xuống. Cái dòng này nè là dòng thứ hai nha các bạn. À, còn cái dòng thứ ba là cái mặt nè. Cái dòng thứ ba là mình trừ hao thôi các bạn, mình trừ hao khoảng tới đây để mình vớt đóng vô cho nó bóp nha, chứ mình móc vậy chưa tương đối đâu. Đây cái miếng ròn của nó nè các bạn. Ok các bạn. Đấy, toàn bộ là mình đang làm, mình làm tới đâu mình sẽ cho các bạn biết. Không mất công các bạn chờ cái clip nó lâu quá. Không lâu quá thì mình nói luôn là cái này làm rất là khó, mình làm phải từ từ. Cũng sẽ làm thôi. Mình đắp cái cục nhôm này cũng biết lâu rồi. Bây giờ mình phay, các bạn thấy mình phay ở nhà không? Vuông góc luôn. Chỉ sử dụng bằng cái máy khoan này thôi. Với lại mình muốn tự tay mình làm ra nó, còn cặp lốc với cái đầu nữa các bạn. Đây mình móc cái đường kính chính giữa là chỉ là 90 thôi các bạn, 90 thôi. Mình đi còn 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 móc nữa đó, không là nhiều. Thì mọi người và anh em họ và đồng mình sẽ cố gắng làm cục máy này trong thời gian sớm nhất cho các bạn xem.
với lại trong mùa dịch bệnh này làm ăn cũng khó khăn các bạn, với mình có máy móc đầy đủ thì mình làm cái này cũng rất là nhanh, còn cái này mình chỉ có một cái máy khoan này không à, mình phay được gì các bạn. À, các bạn nhớ đón xem và theo dõi, nếu mà thấy hay thì hãy like và đừng quên đăng ký kênh của mình. Nếu các bạn nào mà chưa đăng ký ủng hộ, tại vì cái vlog của mình nói lên các bạn là mình chưa có thu nhập, có xem cái đăng ký kênh của mình thì các bạn hãy ủng hộ mình nha. Rồi, xin chào tất cả mọi người. Thì các bạn comment phía dưới mình nha. Sát hai máy đâu, chỉ tương đối thôi các bạn. Còn bây giờ mình chuyển qua đang phay cái đường sinh tổ sinh cam này các bạn. Nè, phay phay từ từ. Cái này nó rộng quá nên mình phay chỉ khoảng tầm lúa ra đây chút xíu thôi. Ở đây có hai bát ốc ghép lòng nữa nè, bốn cây bụi xong. Thì các bạn theo dõi, mình sẽ cố gắng là sớm
cái 96 này mình đã review lên tất cả mọi người cũng đang khống với là đang theo dõi kênh của mình. Các bạn thấy không, mình làm tới đóng cửa tiệm luôn, hồi tới tối vẫn còn làm nha các bạn, nó làm ban đêm luôn. Nếu các bạn nào thì các bạn thích thì hãy like và đăng ký kênh. Nếu các bạn nào mà chưa đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn.